chúng ta không quên dành một tràng pháo tay thật lớn, một tràng tâm hồn, một cái tinh thần đón nhận thật là tuyệt vời, và chúng ta hướng về bên phía phải của mình để đón chào huấn luyện viên Phan Quang Thiên. Tiếp tục buổi chiều hôm nay, anh chị nhớ được bao nhiêu phần trăm giá trị đúng không ạ? Bao nhiêu ạ? 50% giá trị đúng không ạ? Là suốt quá trình một ngày buổi sáng, cả buổi sáng nay nữa thì chúng ta mới chỉ nhận được có 50% giá trị thôi. Hôm nay buổi chiều tại lúc này, tôi sẽ cùng tất cả anh chị trợ giảng giúp anh chị khai thác toàn bộ những khả năng của anh chị bên trong, anh chị phần chìm bên trong anh chị. Anh chị có muốn không? Muốn thì hãy mở để cho tôi cho vào nhá. Chứ ngồi một khoanh tay này là tôi không cho vào đâu, được không ạ? Được ạ. Ok. Buổi chiều ngày hôm nay tôi sẽ cho anh chị thấy thế nào gọi là khi sinh ra. Nhưng trước khi vào tiết mục cực kỳ quan trọng của buổi chiều hôm nay, thì tôi muốn một vài anh chị lên đây chia sẻ giá trị nhận được thông qua các cái tiết mục buổi sáng và bữa ăn thiên đường hôm nay, đúng không ạ? Chia sẻ giá trị nhận được của bản thân. Và anh chị chỉ có 30 giây thì phải xuống lượng quá đông. Tiết mục của chiều nay nhiều, nói nhanh và mục tiêu anh chị. Ok. Tôi xin chia sẻ với anh chị bản thân của tôi sáng nay khi nhận được là khi mọi người đoàn kết thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua, và nếu mà chỉ cần một người không đoàn kết thì mọi việc sẽ không thể thông suốt được. Mỗi người cùng hỗ trợ lẫn nhau thì kết quả sẽ tốt hơn. Thảo Nam chia sẻ. Xin chào tất cả ban lãnh đạo và xin chào toàn thể đại gia đình. Tôi xin giới thiệu với các bạn, và tôi cũng cảm nhận rằng trong 2 ngày qua mà qua 70 năm tôi đã sinh sống và lớn lên trong đất nước Việt Nam, nhưng tôi từng thấy là tôi cảm thấy rằng là tôi rất là sung sướng và rất là tự hào. Ban lãnh đạo đã sáng suốt để làm ra một cái sân chơi này để cho tất cả chúng ta cùng hòa mình. Và tôi cảm thấy rằng là tất cả dù sống trong cương vị nào và trong cái lĩnh vực nào, chúng ta cũng phải đoàn kết thì mới thành công. Dù trong cả một gia đình thì chúng ta cũng phải đoàn kết thì mọi sự sẽ thành công. Tôi cầu mong tất cả các bạn có mặt ở đây bằng giờ tháng năm vào sẽ là những người triệu phú của triệu đô, và tất cả mọi người chúng ta đều thành công. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Quỳnh Khôi, năm nay 65 tuổi và tôi nguyên là nhà báo. Thế thì qua cái suy kem này thì tôi cũng thú nhận với các bạn, tôi đã trước khi về hưu tôi là bộ trưởng và cũng đã lãnh đạo nhiều năm. Thế nhưng mà trong quá trình tôi làm lãnh đạo cũng chưa được học những cái bài học như là trong cái thời gian vừa qua. Vì thế cho nên là tôi đã nhận được rất nhiều bài học, mặc dù đã từng lãnh đạo nhưng chưa được học. Và hôm nay chúng ta đã nắm được cái đó rồi. Rất mừng là các bạn trẻ, các bạn bắt đầu khởi nghiệp, các bạn cũng đã bắt đầu được học những bài này. Thì xin chúc mừng các bạn và chúc mừng tất cả chúng ta. Thôi tuyệt vời không ạ? Từ đây là đội tất cả đội nhờ? Đội 5 ạ. Đội 5 có muốn chia sẻ thêm không? Nốt cho đội trưởng chia sẻ nốt. Chia sẻ đội trưởng nốt rồi đội 5 về. Thưa tất cả nhà gia đình xin coi, tôi tên là Nguyễn Việt Phương, đến từ Đắk Lắk. Đây là buổi kem đầu tiên tôi được tham gia, và qua 2 ngày tôi trải qua và tôi nhận được những giá trị, đó là tôi thấy tôi tự tin hơn rất là nhiều, và tinh thần đoàn kết của đội nhóm tôi và tất cả mọi người đoàn kết thì tất cả sẽ vượt qua tất cả mọi thứ ạ. Thế ạ. Đây là đội 4 và mỗi người cộng 1 điểm và 4 điểm cho đội 4 ạ. 5 đội 5. Đội 5 cổ vũ. Kính thưa toàn thể các anh các chị trong khán phòng, tôi xin giới thiệu, tôi tên là Hằng, năm nay tôi 50 tuổi và tôi là giáo viên, năm nay là hơn 30 năm
sắp nghỉ hưu ạ. Thì xin thưa với các anh chị là thực ra là công nhân viên nhà nước rất lâu rồi, và tôi cũng đã được học rất nhiều những cái bài học mà về đoàn kết, rồi về cái tinh thần đồng đội rất nhiều. Nhưng phải nói là đến lần này tôi mới được một cái học một cái cách rất là mới lạ, và tôi cảm thấy cực kỳ thấm thía những cái bài học mà tất cả ban tổ chức đã tổ chức ra. Thế và cái điều này ấy, thì nói thật với tất cả anh chị là tôi nghĩ rằng có những cái mà trong suốt 30 năm tôi chưa bao giờ dám thể hiện, nhưng đến thời buổi này thì tôi cảm thấy như tôi đã bóc bỏ cái lớp vỏ bên ngoài và trở thành một con người hoàn toàn khác. Tôi nghĩ rằng sau buổi hôm nay thì tôi chắc chắn về cái công việc truyền thống của tôi cũng có một cái cách để mà dạy học sinh có một cái phương pháp mới. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, trong cái công việc ship coi này thì tôi nghĩ rằng là tôi cũng có một cái cách để tôi làm sao cho tôi, thứ nhất là về đầu tư, thứ hai là làm sao cái hệ thống của tôi sau này sẽ được phát triển. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người. Ok, cảm ơn chị. Dạ, tôi là tên đầy đủ là Nguyễn Trần Tâm. Nguyễn Trần Tâm đến từ Đắk Lắk. Thực tế ra Trần Tâm cũng xin thông báo qua tất cả trong văn phòng của chúng ta rằng là trong cuộc sống trải nghiệm của 60 năm thì trong các ngành MM này Trần Tâm cũng có trải qua một hai lớp lãnh đạo của LS rồi, hay là học những khóa huấn luyện chuyên sâu như là thuộc về cấp quốc tế như thế này, nhưng chưa có một cái lớp học nào mà Trần Tâm cảm nhận sâu sắc. Và đồng thời là Tâm đã đạt đến đây rồi là Tâm làm chiếc ly rộng để tiếp nhận tất cả những gì anh chị em đời chúng ta đã tạo ra chúng ta để chúng ta học thêm và nắm bắt đó để về làm thị trường, xây dựng hệ thống, và đồng thời là công đưa một cái đồng đội sức coi như là tiến về triệu đô của thế giới chứ không phải trong nước Việt Nam chúng ta. Xin chân trọng cảm ơn. Xin chào tất cả anh chị, tôi là Nguyễn Thanh Bình. Tôi cũng cảm nhận được rất là nhiều những cái bài học. Đầu tiên là tôi củng cố thật sự là một cái niềm tin tuyệt đối 100% với cái kinh doanh với ship. Và với cái lòng tin như vậy thì cũng chia sẻ với tất cả các anh chị, thì tôi cũng có cái quyết định là sau khi rời hội trại thì tôi có quyết định là cho bản thân mình một gói 25.000. Và đặc biệt nữa là tôi cũng biết cách, và thông qua tất cả những cái trò chơi của các bạn, thông qua tất cả những cái đào tạo của các bạn, tôi cũng sẽ rút ra những cái bài học để vận dụng trong cái đội nhóm của mình. Và tôi tin chắc rằng là chúng tôi sẽ có những cái bước vượt trội, và xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị. Xin chào các bạn, tôi là Đỗ Tuấn Anh. Từ ngày hôm qua đến 2:30 chiều ngày hôm nay là tôi chỉ có một câu muốn nói các bạn là mấu chốt của sự thành công ấy là luôn biết hy sinh và đoàn kết ấy. Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Nguyễn Văn Giáp, tôi đến từ thành phố Hải Phòng. Thì từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay tôi nhận được rất nhiều giá trị ngoài những kiến thức mà ban lãnh đạo đã đem lại cho chúng ta qua những trò chơi, và tất cả những ý nghĩa từ các cái cuộc chơi đấy ban lãnh đạo đã giải thích cho chúng ta hiểu sâu hơn, thì qua đấy tôi thấy rất là tuyệt vời. Ngoài ra tôi rất là vinh dự may mắn là có mặt trong ship game ngày hôm nay, và đặc biệt hơn nữa tôi lại được là ở trong đội 6, đội xoay quanh triệu đô. Tôi cảm thấy các bạn ở đây có sự hy sinh, đoàn kết và nỗ lực hết bản thân mình. Tôi rất là yêu tất cả các bạn. Đây cả đội 6 đấy ạ. Mỗi người một điểm, 2, 4, 5 điểm đội 6. Tôi là Võ Thị Kim An đến từ Ba Mai Thủ. Thì qua từ ở Tây Nguyên về Bắc Hà Nội, Ba Vì để mà tham dự cái ship game lần thứ 1 của Sikoi Việt Nam. Thì cái cảm nhận của tôi và cái giá trị tôi nhận được hôm nay, những cái trò chơi sáng nay và lúc nãy được nghe ban lãnh đạo mà chia sẻ cái bài học rồi, thì tôi cảm thấy là trước đây là tôi thấy mình là khó khăn quá, có nhiều cái khó khăn, có thể tôi làm không được hoặc là được có nhiều cái suy nghĩ do dự trong đầu. Vâng, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Hưng, tôi đến từ đội 4. Thực ra về cảm nhận của tôi trong 2 ngày thì
Theo tôi thì là bản thân tôi cảm nhận là cái cộng đồng và những cái bài học của các lãnh đạo đã truyền đạt lại cho tất cả game show của chúng ta, thì tôi nghĩ là trong cái hội trường này sẽ có những người đang nưng nấu trong đầu. Tôi muốn là chủ phú thì trong làm được điều trong năm nay. Trong năm nay quyết tâm anh sẽ sở hữu bao nhiêu gói 750? Hiện tại tôi mục tiêu của tôi sau 3 tháng nữa, một tháng thì không được, okay. 3 tháng nữa để mà không phải là chủ quan thì ít nhất là tôi cũng phải được 5 gói. Ok. Vâng, xin chào tất cả quý vị, mình thì đang nghiêm thử đến từ Tây Nguyên. Thực sự là rất là cảm động vì thực thì cũng đã từng tham gia rất là nhiều chương trình đào tạo khác nhau, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà từ ngày hôm qua đến giờ chương trình đào tạo này là một chương trình đặc biệt, và từ trước giờ mình chưa tham gia một chương trình sự kiện nào đặc biệt như thế này để lột tả lột xác, đúng không ạ, và trở thành một con người khác hoàn toàn. Tôi khẳng định với mọi người là trước giờ tôi chưa bao giờ mà mặc quần có thể ngắn hơn như thế để ra ngoài đường gặp bất kỳ một ai cả, nhưng đây là lần đầu tiên thực sự, và tôi cảm thấy là mình đã lột tả được những cái mà mình đang bị bao bọc lại. Tất cả các chương trình buổi sáng ngày hôm nay cũng như ngày hôm qua thì cái teamwork và cái sự đồng lòng của anh em thì thực sự là rất là tâm huyết, và thực chỉ rút ra một điều là chỉ có teamwork. Sau khi chúng ta xây dựng teamwork đồng đội rồi thì mình thay vì mọi người để mà hy sinh, và đồng nghĩa bên cạnh đó thì định hướng cho mọi người cũng hy sinh vì một người là sẽ tạo nên một giá trị thành công lớn. Vâng, thực xin cảm ơn. Tôi là Lê Thị Hồng My, đến từ Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột. Xứ tôi là voi Bản Đôn. Tôi đến đây như một em bé lên có 1 tuổi rưỡi à. Tôi là pháp danh là Đức Văn, tôi là một người Phật tử, chưa bao giờ tôi mặc đồ hở hang cả. Mà tôi đứng cả ngàn quý thầy tôi hát bài Phật tử cho các bạn nghe. Nhưng hôm nay tôi chơi hết mình và tôi sẽ lấy máu tôi bảo vệ các bạn. Tôi đem chiến thắng về cho xin coi triệu đô la. Và tôi sẽ hy sinh máu tôi và bảo vệ đội số 3 và bỏ sĩ cho huynh đệ tôi từ xa. Nhưng hôm nay tôi về đây được 2 ngày, tôi rất cảm ơn anh Vũ Hưng và anh Thiên và anh Hòa đã bày cho tôi những cái cách biết đâu là thật, biết đâu là giả. Từ đây tôi học được 2 ngày, tôi sẽ lấy máu tôi bảo vệ xin coi 1 triệu đô la. Tôi sẽ thành công lớn cao các bạn. Chị có tuyệt vời mà. Em ở trong Tây Nguyên nhưng mà làm thị trường bên Hà Nội. Và em đến từ Hà Nội. Và em rất là cảm ơn khi mà một người trẻ tuổi như em là chưa tròn được 20 tuổi đã được biết đến một sân chơi cũng như là được đi trại ngày hôm nay rất là tuyệt vời. Và khi mà cảm nhận qua 2 ngày đánh trò chơi đấy thì bản thân em là nhận ra rằng là cái thành công của bất kỳ làm một việc gì hết thì cũng quan trọng nhất là cái đội nhóm, hệ thống, không chỉ sự hy sinh, sự nhiệt tình, sự quyết tâm mà cả những đường lối đúng đắn của cả những người lãnh đạo nữa, nó chắc chắn sẽ tạo nên thành công. Và cũng từ ngày hôm nay thực sự em cảm thấy là mình thực sự cần tập trung hơn nữa và cần cố gắng học tập hơn nữa, và em cảm thấy mình là người rất là may mắn khi là một bạn trẻ tuổi ở trong Chico Triệu Độ. Và em cũng xin cảm ơn rất là nhiều là tất cả các anh chị, các thủ lĩnh, các leader trong Chico Triệu Độ đã tạo cho tất cả các cô chú anh chị em chúng ta một sân chơi tuyệt vời như thế này. Em cảm ơn. Xin bị coi thế giới hôm nay chính thức là thành viên tuyệt vời nhất. Và tôi xin đại diện cho cái đội của tôi là đội 2. Đội 2 của tôi còn có 8 người nhưng bị bệnh hết 2 người. Và còn lại 6 người. Trong 6 người này tôi cũng mong muốn rằng lãnh phần thưởng cho 2 người bị bệnh. Và với cái điều duy nhất để mà nhận định hôm nay là cái buổi học sáng nay 6 trò chơi và buổi chiều mình đang dự một buổi tiệc.
tiệc tiệc gọi là tiệc thiên đường. Sáu trò chơi hôm nay là chính thức như tôi đem hết cả năng, tôi đem hết nhiệt huyết, tôi đem hết tinh thần để tôi đi vào trò chơi với các bạn đây. Vì vậy khi tôi có một lực rất mạnh, tôi rướng người lên. Khi đội trưởng nói số một tiếng này, tôi tiếng này nó bị cái cài sức mạnh phi thường. Do ở đâu? Nhờ sức mạnh con. Bởi vậy khi mà nhận một bữa ăn thiên đường, đi ra bên ngoài xã hội, thiên đường ở đâu mình không biết, nhưng chính thiên đường ở đâu, ở ngay hôm nay mà chúng ta đã ăn trưa tuyệt vời không có cả. Và đó là một điều tuyệt vời hết sức mà chúng ta hưởng được nhờ ở các bậc lãnh đạo Quán Thiên, Vũ Hưng, Đăng Hành và anh Hòa, là tất cả các lãnh đạo của Sinh Cò Thế Giới rất tuyệt vời. Đội này xin tám có mấy điểm ạ? Thôi không lại anh chị ở đây để ghen thôi. Khích lệ đội này mỗi người được 2 điểm, 4 điểm dành cho đội. Xin chào cả nhà sức khỏe. Chúc cả nhà một buổi chiều khỏe. Tôi tên là Nguyễn, tôi đến từ Bắc Ninh. Và thực ra thì tất cả các giá trị thì các anh chị em ở đây đã chia sẻ hết rồi. Riêng tôi thì tôi có một cái cảm nhận rất là sâu sắc. Ban lãnh đạo và các leader đã tạo ra một khóa học rất là ý nghĩa. Tôi nhận ra được rất là nhiều giá trị. Tôi biết yêu thương mọi người hơn này. Tôi biết có tinh thần trách nhiệm hơn và đoàn kết với nhau hơn. Và bỏ qua cái cá nhân của mình để hy sinh vì đội nhóm. Và chưa bao giờ trong cuộc đời tôi phải thoát y đến mức như vậy. Thế nhưng vì đồng đội của mình, vì lớp học và tôi đã thoát y hết mức có thể ạ. Và vâng, xin cảm ơn ban lãnh đạo và tất cả các bạn ở đây ạ. Ok, đội 1 đấy hả? Hai người đội 1 đúng không? Okay. Em xin chào cả nhà, em xin giới thiệu là em tên là Hà. Và hiện tại là em là sinh viên năm 2 thôi ạ. Em cũng mới tham gia vào môi trường này. Thực sự là trước kia thì em có tham gia một môi trường đa cấp, cũng được đào tạo một đội nhóm rất nhiều. Nhưng mà chưa có buổi nào mà em thấy có giá trị như thế này. Và trước tiên là em xin cảm ơn tất cả các anh chị đầu lai. Thực sự là rất là giỏi và có trách nhiệm về cái hệ thống của mình và giúp cho bọn em có một buổi học tập ý nghĩa ngày hôm nay. Okay. Em sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 97. 97 à? Wow. Đây là bé gọi là trẻ tuổi nhất của Sinh Coi Triều Đô. Có khích lệ được 2 điểm không? Ok, 4 điểm là cho đội 1. Khi sinh ra, chúng ta đã nhưng còn con người thành công. Nhưng do môi trường sống, quá trình sống đã đánh mất dần con người thành công đó. Thông qua 2 ngày 2 đêm ở hội trại, chúng tôi sẽ lấy lại con người thành công đó cho các bạn. Và để tiếp theo chương trình, đó là phần giấc mơ nâng cao. Anh chị sẽ thấy được lột tả toàn bộ những con người của mình. Từ khi sinh ra, bản thân mình đã chiến đánh hàng trăm triệu, hàng nghìn triệu tinh binh và để trải nghiệm cho chương trình tiếp tục tiếp theo. Tôi muốn anh chị hướng lên màn hình để xem đoạn clip trước, được không ạ? Thank you.
Bản thân tôi khi xem rất nhiều lần clip này nhưng vẫn thấy cảm giác da gà mình nổi lên. Bởi vì mình cảm thấy yêu mình hơn, thấy tự tin vào bản thân mình hơn. Bởi vì mình là người duy nhất, đúng không? Trong cuộc sống khi anh chị sinh ra, bản thân các anh chị đã là những người tuyệt vời nhất, những người đẹp trai nhất, những người mạnh mẽ nhất và những người thành công nhất rồi. Có bao giờ anh chị bước ra ngoài đường mà có người hỏi là mày không làm được đâu đúng không? Có bao giờ không? Rất nhiều, cả bố mẹ mình nữa. Có nhiều lần mà con ơi con không thể làm được đâu. Có rất nhiều từ không thể, không thể, không thể. Và đó là điều khuyên sai trái. Không nên tin bất kỳ một người nào, bởi vì chỉ có bản thân mình là duy nhất. Hãy mạnh mẽ, kiên cường vượt qua. Bởi có mình, có hiện hữu bản thân mình trên thế gian này đã là sự chiến thắng của rất nhiều hàng triệu triệu tinh binh khác nhau rồi, đúng không? Mình là người mạnh mẽ nhất. Vậy muốn có một thành tích lớn cần phải có big dream. Đó là giấc mơ lớn, đúng không? Tại sao không dám ước mơ khi hàng trăm hàng triệu anh em của mình đã không thể chiến thắng hơn mình, và chỉ một mình là duy nhất để vượt qua một quá trình, một chặng đường dài để trở thành một con người hoàn thiện. Đầu tiên cần phải có giấc mơ. Đầu tiên là phải dám ước mơ. Ước mơ phải đủ lớn và rõ ràng. Ước mơ không chịu sự giới hạn bởi hữu hạn trong quá khứ. Bước ra khỏi gánh nặng của cuộc đời là trách nhiệm của mỗi con người. Đừng tin ai nếu ai đó nói bạn rằng bạn không thể. Bởi duy nhất trên thế giới này chỉ có một người duy nhất trả lời được câu nói đó, đó là chính các bạn mà thôi. Đúng không ạ? Nhân loại nhờ có giấc mơ mà trở thành triệu phú, mà trở nên vĩ đại. Có bao giờ anh chị thấy là tại sao máy bay nó bay trên trời không? Ngày xưa người ta không từng ước mơ rằng là lại có một loại giống như con chim có thể bay lên không được. Nhưng anh em nhà Wright, khi mà nhìn thấy cánh chim bay lên không và nói với người anh mình rằng là anh ơi, em muốn chế tạo một cái phi thuyền như vậy. Và hai anh em đã nỗ lực với nhau sau rất nhiều năm công hiến và phát triển, phát huy, nghiên cứu. Bây giờ có chiếc máy bay cho chị sử dụng, đúng không ạ? Đầu tiên có phải là dám ước mơ không? Liệu chúng ta có dám ước mơ như anh em nhà Roy không ạ? Theo anh chị, nếu không có ước mơ của anh em nhà Roy, liệu có thành tựu như bây giờ không ạ? Không, đúng không? Có rất nhiều các sáng mình nghĩ đâu, bóng đèn, người ta bóng đèn là ai ạ? Edison thất bại bao nhiêu lần ạ? 2000 lần. Nhưng cuối cùng bây giờ có toàn bộ lực ánh sáng dành cho chị cả đêm lúc này. Liệu không có giấc mơ của Edison, làm sao chúng ta có công nghệ như bây giờ, đúng không ạ? Apple, đó là giấc mơ của ai? Steve Jobs, đúng không ạ? Trước đây người ta cứ nghĩ rằng là chỉ cần một chiếc Nokia có thể nghe gọi, và Steve Jobs đã thổi hồn vào trong chiếc điện thoại của mình. Tức là điện thoại không hẳn chỉ là điện thoại nữa, mà cả một thế giới nằm trong chiếc smartphone, đúng không ạ? Có quá nhiều những thành tựu cực kỳ kinh khủng mà để chúng ta ngày hôm nay có thể hưởng thụ được. Vậy cá nhân chúng ta thì sao? Liệu anh chị có dám ước mơ không? Có. Có dám ước mơ không ạ? Có. Và hôm nay anh chị đang ngồi ở trong đội nhóm gì ạ? Swisscoin Triệu Đô. Cái tên Triệu Đô ngay ban đầu ý tưởng của anh Hưng và tôi cùng tất cả anh chị em ban anh đã đặt tên cho nó, bởi mong muốn đó là giấc mơ của chúng tôi. Trong 2 năm tới, 5 năm tới, 10 năm tới, big dream của chúng tôi đó là sẽ sở hữu hàng trăm con người có khối tài sản 1 triệu đô. Đúng phong cách của một doanh nhân chuẩn mực, không phải là manh mún trượt giật. Và giấc mơ
cần phải đủ lớn và rõ ràng. Đầu tiên là phải dám ước mơ. Ước mơ phải đủ lớn và rõ ràng. Ước mơ không chịu sự giới hạn bởi hữu hạn trong quá khứ. Bước ra khỏi gánh nặng của con người là trách nhiệm của mỗi người. Đừng tin ai nếu ai nói với bạn rằng bạn không thể. Bởi duy nhất trên toàn thế giới này chỉ có một người trả lời được câu hỏi đó, đó là chính các bạn mà thôi. Ai ạ? Ai ạ? Ai ạ? Ok. Ok, ok. Tốt, tốt, ok. Vậy, làm sao để trở thành triệu phú ạ? Mục tiêu của anh chị là gì ạ? Trong cái tháng này và trong một năm tới, anh chị đã sở hữu bao nhiêu gói? 750 triệu. Ai đã tuyên bố mục tiêu? Ai ạ? Anh giáo lên. Tôi xin hứa với tất cả mọi người rằng trong tháng tới đội nhóm tôi thấp nhất là có 5 cho đến 10 gói 25.000. Và trong năm tới tôi sẽ nỗ lực và phấn đấu. Tôi cam kết tôi sẽ trở thành một trong 50 người trở thành trong nhóm triệu đô của Sĩ Quan Triệu Đô. Em cam kết. Tôi cam kết. Anh muốn truyền tải toàn bộ giá trị đấy đến họ. Tôi sẽ mang hết những cái gì gọi là máu lửa ở đây về với thành phố Hải Phòng của chúng tôi, và tôi cam kết đội nhóm tôi sẽ chiến đấu hết mình. Hết mình không? Hết mình. 100%. Ai cam kết ạ? Và ai cam kết sở hữu nhiều gói 750 triệu ạ? Tôi trong năm tới tôi sẽ có mục tiêu của tôi là hiện tại tôi đang sở hữu một gói 750 và tối thiểu thì trong năm tới của tôi cũng phải có khoảng 30 gói 750 từ tôi cam kết. Được rồi. Vâng, cá nhân tôi thì tôi cũng cam kết là sau đợt trại này về thì tôi sẽ sở hữu 2 gói 25.000 và hiện tại thì tôi đang có một gói 11.000 rồi. Và sau cái đợt nhân tách ấy thì tôi nghĩ rằng là tôi cũng sẽ tìm cách làm thế nào mà mình được sở hữu một cái gói từ 50 đến 100.000. Đấy là cá nhân của tôi. Và với sự khi mà tôi đã nhìn thấy cái lòng tin có khả năng, khi mà quan trọng nhất là được hợp tác với tất cả các bạn và các bạn chỉ cho cái cách mà chúng tôi làm ấy, thì tôi nghĩ rằng là rất là tin tưởng vào bản thân mình và tin tưởng vào mình ở trong cộng đội nhóm. Thế nên là vì vậy mà tôi cũng sẽ cố gắng giúp đỡ trong năm, trong năm thì hơi xa, nhưng mà trong khoảng 3 tháng nữa thì chắc chắn cũng cố gắng là có ít nhất khoảng 30 gói 25.000 trở lên đấy. Người khác, anh chị nhờ người khác được không ạ? Ai được chia sẻ? Chưa được chia sẻ à? Có cam kết được không ạ? Ok. Xin chào toàn thể nhóm Triệu Đô. Tôi là Hoàng Thanh. Thực ra thì trước đây là sáng ngày hôm nay Thanh không dự cái buổi trại cùng với các bạn được, là bởi vì Thanh sức khỏe bị thương ở đầu. Chiều qua Thanh không có sức khỏe nữa. Thì rất mong là các bạn thông cảm. Và ngày hôm nay đây thì tư duy của Thanh sẽ được toàn bộ mindset, đặc biệt là từ anh Hưng, anh Thiêm và anh Hòa và anh Hằng, là những người mindset tư duy cho Thanh rất là nhiều. Quan trọng của Thanh bây giờ muốn gắn kết với các bạn đó là mình thất bại nhưng phải đứng dậy. Và các bạn hãy tư tưởng là nên trở thành nhà đầu tư. Bởi vì các bạn, khi các bạn trở thành nhà đầu tư rồi, khi coi về các bạn bán coi rồi dòng tiền nó chảy, thì các bạn sẽ luôn luôn không phải lo sợ cái điều gì nữa hết. Và Thanh đã học được cái điều này và đã có một gói 750 triệu rồi. Thì hiện tại vào tháng tới đây, khi tháng 12 coi về ngày 26, hình như anh em sẽ coi về cả, cố gắng sẽ tự thưởng cho bản thân mình một gói 750 triệu nữa. Và rất mong muốn anh em ở đây ai cũng như vậy, bởi vì khi nào anh em trở thành nhà đầu tư thì chắc chắn anh em sẽ thắng. Xin hết ạ.
Chị Thương. Thưa tất cả các bạn, tôi tên là Hứa Văn Trường, năm nay là 74 tuổi. Trong thời gian vừa qua, tôi đã cố gắng để tham gia vào sĩ quan và đến giờ phút này thì đã hơn 4 tháng và đã có kết quả rất là tốt đẹp. Tôi xin hứa là tôi sẽ phấn đấu cho năm nay lên được khoảng 4 gói 11.000. Thì mong tất cả ban lãnh đạo và tất cả đồng đội đều giúp tôi để tôi phấn đấu hoàn thành được công việc ở trong sĩ quan. Chú Thượng là những người mà đã xây dựng rất nhiều tài sản khác nhau rồi, vẫn hy sinh nhằm mục đích truyền tải toàn bộ cái lượng còn lại dành cho con cái của tôi. Chứ tuổi chú bây giờ thì không còn mục đích là đạt được quá nhiều thứ, nhưng mà chú vẫn chiến đấu bởi giấc mơ, chiến đấu bởi cái đam mê của mình. Có tự nói không ạ? Một sáng đam mê. Ok ạ. À, còn ai có cam kết trong năm nay? Tôi. Tôi luôn hết tài sản tôi và thưởng cho tôi 2 gói 750 triệu. Tôi sẽ ký cho đồng đội tôi 7 gói 750 triệu. Được rồi. Cam kết. Nói chung là vừa rồi thì có nghiên cứu về cái năm ngoái, có nghiên cứu về cái Bitcoin. Nói chung đến đó thì có nhiều người tham gia rồi, những người cứ bắt đầu tham gia Bitcoin, nhưng mà họ thật cũng vẫn chưa mơ màng, không dám tham gia. Rồi nhờ chỗ anh Hùng và chị Kim Anh cũng có tư vấn về cái Bitcoin, và đặc biệt là nhà anh Vũ Hưng và anh Hàng Đặng Hàng đã trực tiếp có truyền đạt một số kiến thức về Bitcoin. Hơn nữa là hôm nay là rất vinh hạnh được tham gia cái lớp Speed Game như này. Chúng ta có nhiều bài học. Và giờ phút quan trọng,
giờ rất quan trọng, đó là chúng ta công bố giải The Winner. Không công bố chuyện trên đấy. Công bố giải The Winner, các cô chú anh chị và các bạn, để có được cái hội trường, có được những thứ tuyệt vời như ngày hôm nay, chúng ta không quên cảm ơn đó là khu du lịch Ao Vua, những người phục vụ giúp đỡ cho chúng ta có ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn. Đặc biệt hơn nữa, đứng đằng sau chúng ta là cả một ekip. Cả một ekip đó chính là phục vụ cho chúng ta những trò chơi âm thanh, ánh sáng và quay video clip, đúng không ạ? Cảm ơn ekip Anh Cường cùng với các anh chị trong ekip video, một trang thật lớn. Cảm ơn mấy quay phim, một trang thật lớn. Điều quan trọng nữa, các anh chị luôn luôn theo dõi, các anh chị, cô chú anh chị ở đây, hai ngày qua và hơn hai ngày qua, ba ngày rồi đến đây với trước với cô chú anh chị, sau một ngày, trước một ngày và sau đó là từ đây về Hà Nội đón cô chú anh chị đến đây, đúng không ạ? Họ có vất vả không? Họ có nhiệt tình với cô chú anh chị không? Họ có sẵn sàng giúp đỡ cô chú anh chị không? Đó là những ai? Lại chúng ta không quên thành viên tôi cũng cho rằng chúng ta cần lớn. Và đặc biệt nữa, đó chính là ekip huấn luyện. Và trước khi công bố giải The Winner, tôi xin mời ekip trong ban huấn luyện đến đây được không ạ? Đây được không ạ? Để một lần cô chú anh chị chiếm được không ạ? Đáng yêu không? Có tuyệt vời không? Quý vị có yêu thương họ không? Yêu thương không ạ? Vậy cho quý vị một cơ hội được không? Được không? Vậy một phút để yêu thương họ được không? Chúng ta còn cảm nhận được cái giá trị
để khi nào mà các anh chị có tiền rồi, các anh chị giàu có rồi, thì anh chị nhớ lại cái lúc mà miếng cơm, miếng xăng, sở hữu được nhiều tiền, chúng ta sẽ vẫn có nhau. Vẫn có nhau không phải ở vì tiền mà ở rất nhiều những giá trị khác nữa. Và đó là lý do vì sao mà chúng tôi rất là tâm huyết đưa những cái buổi hội nghị, hội trại để giúp cho cô chú anh chị và giúp cho tất cả chúng ta gần nhau hơn. Có rất là nhiều người đến anh hơn anh rất khó gần. Có rất là nhiều người bảo anh Hằng anh khó gần. Có rất là nhiều người đến đây với tâm thái chưa được mở. Nhưng sau hai ngày chúng ta gần nhau hơn và chúng ta sẵn sàng hy sinh và cống hiến với nhau hơn, đúng không anh chị? Đúng không ạ? Đúng anh chị? Đúng. Vâng. Chúng tôi rất mong muốn mỗi một tế bào, mỗi một anh chị, mỗi một mã số ở trong hệ thống của Swiss Coin Triệu Đô đều sẽ bỏ những phần công sức của mình, tâm huyết của mình, kiến thức của mình để xây dựng cho Swiss Coin Triệu Đô hay Swiss Game ngày một vững mạnh. Và nó sẽ là một nền tảng và tôi rất mong muốn nó sẽ là một tượng đài để tất cả chúng ta cùng noi theo. Về con người, về tầm, về tâm, về sự phát triển, về chiến lược, về tầm nhìn và về sự giàu có, anh chị nhé. Được không ạ? Được không anh chị? Chúng tôi rất hy vọng rằng những hội nghị lần sau, đại hội của chúng ta lần sau, những chương trình game lần sau của chúng ta, anh chị hãy tập trung đưa những người mà mình muốn họ trải nghiệm được giá trị của cuộc sống, trải nghiệm được giá trị của tài chính, trải nghiệm được giá trị của sản phẩm mà họ đang kinh doanh hoặc họ đang sở hữu, hãy đưa họ đến đây để họ trải nghiệm. Và các anh chị sẽ có một chuyên gia, những chuyên gia nói chuyện để cho hệ thống của các anh chị hiểu. Đó chính là đội nhóm, đó là hệ thống. Được không ạ? Được không anh chị? Được. Anh chị cảm kết không ạ? Đấy. Có cảm kết không ạ? Đấy. Xác nhận. Yeah. Trên tay tôi là danh sách số điểm mà trong 2 ngày qua về đời thực, về sự ganh đua, về sự nỗ lực của tất cả các anh chị ở đây là tất cả các anh chị đã chiến thắng. Chiến thắng không phải chiến thắng tấm vé để đi hai nước du lịch, mà chiến thắng chính cái mà các anh chị đang còn nghi ngờ, cái mà anh chị còn chưa thể đặt niềm tin vào nó, cái mà anh chị còn e ngại khi mà mời những người thân của mình đến đây. Các anh chị xây cho mình một doanh nghiệp về con người, một doanh nghiệp về kiến thức, một doanh nghiệp về tâm nhìn. Và doanh nghiệp này có thể tồn tại hàng trăm năm, hàng nghìn năm, tùy thuộc tầm nhìn và kiến thức chiến lược của tất cả các anh chị. Cho nên tôi muốn ngày hôm nay bước ra khỏi hội trường kia, tất cả anh chị hãy lên cho mình một kế hoạch, ngồi lại với người mà có thể hỗ trợ anh chị, các anh chị tin tưởng để lên cho mình một kế hoạch làm thế nào để xây dựng cho mình một doanh nghiệp về con người, về chiến lược, về tâm nhìn và sự giàu có trong tương lai, anh chị nhá. Được không ạ? Được không ạ? Được không ạ? Được. Xác nhận. Yeah. Lần này là phần thưởng và tôi xin cam kết với tất cả các chị, phần thưởng lần sau sẽ gấp nhiều lần phần thưởng lần này và sẽ có rất nhiều giá trị khác nữa nếu như các chị đưa hệ thống của mình đến game lần sau. Và chúng tôi đã có cả một lộ trình cho chương trình game của chúng ta đó. Và bây giờ tôi xin phép được công bố, xin phép được thay mặt ban tổ chức tất cả cô chú anh chị đã tất cả các bạn, các anh chị trợ giảng, các anh chị giảng viên đã vất vả nỗ lực trong ngày hôm qua và đến hôm nay, xin phép tất cả 5 đội đã nỗ lực, xin phép được công bố cái gọi là thành tích. Nó là cái mà giúp cho các anh chị nhận ra rằng là chúng ta đang ở đâu và chúng ta đang làm gì đó. Và tôi rất mong muốn rằng chúng ta sẽ trân trọng những cái này và cũng mong muốn rằng chúng ta lấy nó để biết rằng là mình đã chiến thắng. Còn cái gì cần phải bịt lại, còn cái lỗ nào cần phải bịt lại, bịt nó như thế nào, bỏ nó ra sao, thì rất mong muốn các anh chị hãy tiếp tục cố gắng. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Vì họ đang làm một điều mà cả thế giới đang mong muốn chưa làm được. Chỉ có điều là họ chưa làm được, đó là thời gian chưa dài để khẳng định được với thế giới thôi. Họ mới chỉ có một năm, họ chưa thể bằng những người khác, những đồng khác nhiều năm được. Nhưng một năm nữa, hai năm nữa, năm năm nữa, họ sẽ chứng minh với tất cả các anh chị rằng
thế mạnh của họ về công nghệ, thế mạnh của họ về chiến lược, và đặc biệt là thế mạnh của họ là đang có những con người như anh chị ngồi đây, được không ạ? Được không anh chị? Đầu tiên là các phần thi văn nghệ dạ hội ngày hôm qua, thưởng và về văn hóa. Tôi sẽ công bố điểm của các đội như sau. Chúc mừng đội số 1 với tổng là 98 điểm. Chúc mừng đội số 2 với tổng là 97 điểm. Chúc mừng đội số 3 với tổng là 103.5 điểm. 112.5 là kết quả của đội số 4. 109 là kết quả của đội số 5. Và đội số 6 với tổng điểm rất kinh khủng đó là 114 điểm. Đấy là số 1. Đây là số 2. Số 1 sẽ được cộng với số 2 để ra tổng kết quả. Số 2 là bao gồm 6 trò chơi ngày hôm nay: ống hạnh phúc, gỡ mìn, rồi là bao bố, mạng nhện, tìm tiền, vươn tới vì sao. Anh chị đã rất nỗ lực, có những người thậm chí đã phải đổ cả công sức, và tôi đã chứng kiến có những người phải đổ cả máu và nước mắt của mình, và có những người phải hy sinh cả sức khỏe của mình, nhưng cũng có những người vẫn còn e dè lắm, cũng chưa ngon đâu. Trong 10 người, trong 8 người có anh chị thì 8 người ấy phải phát huy 100% thế mạnh của mình. Thì thưa các anh chị, may mắn mới chiến thắng được nhá. Chứ không phải là cứ phát huy được 50% mà đã thắng được đâu. Không phải là các anh chị tự nhiên mà thắng được, mà phải kết hợp với nhau rất nhiều và phải hy sinh rất nhiều. Thậm chí có những người mà không có cái gì mà cởi ấy nữa. Có anh bảo tôi quay ra quay lại hết thiếu mất quần áo để nối, không còn cái gì để cởi. Mà nếu mà cởi nước cái quần xịt này ra thì không nối được bao nhiêu cả. Có nghĩa là họ đến lúc đấy họ chỉ nói nghĩ một điều duy nhất rằng là chiến thắng cái này. Chiến thắng cái này để làm gì? Để chiến thắng chính bản thân mình, chiến thắng tính cái tư duy của mình, và chiến thắng để làm gì? Để mình được đi Malaysia. Và sau qua 6 trò chơi này thì tổng số điểm của đội 6 là 47 điểm. Là điểm lớn nhất trong tất cả cái này thì các bạn có thích không ạ? Có thích không ạ? Chúc mừng các bạn, đấy là số điểm rất là lớn. Số điểm 46 là thành tích của đội số 3. Đội số 1 có tổng số điểm là 52 điểm. Đội số 5 có thành tích là 54 điểm. Đội nào chưa? Tập số 4 à? Đội số 4 à? À, ui. Đội số 4 có thành tích là 50 điểm. À, bây giờ mới là con số. Các anh chị sẽ được tặng thưởng một chuyến du lịch đi hai nước Malaysia và Singapore vào ngày 20 tháng 12 năm 2016, và chúng tôi đang sắp xếp để các anh chị có thể đi đợt này và đón Noel ở hai nước đó. Các anh chị sẽ được biết Noel ở nước ngoài là gì. Và tổng giá trị của một người đi đợt này phải bỏ ra là vô giá. Vì các cụ đã có câu đó là gì ạ? Đúng rồi. Thưa các anh chị, nếu như các anh chị có 100 triệu mà bỏ ra một mình đi sang đấy cũng không thích đâu. Nhưng các anh chị có đội nhóm ngày hôm nay này, đi này và sang đấy, các anh chị muốn làm gì các anh chị làm ở đây, chúng tôi cũng chẳng biết gì.
Được không ạ? Và bây giờ tôi xin được công bố số điểm của đội 1 trong hai phần vừa rồi đọc. Tổng số điểm là 150 điểm. Đội số 2 có số điểm là 151 điểm. Đội số 3 có số điểm là 149,5 điểm. Vậy thì nếu như khi nào ấy mà nghe thấy những đội khác ấy nó thấp hơn thì các bạn còn phải nhảy đấy, đúng không? Đúng không? Nếu như bây giờ tôi công bố tiếp đội nữa mà 130 điểm thì các bạn phải là người nhịn chạy trên này vì tất cả những thằng kia đã bị loại rồi, đúng không ạ? Đúng không các bạn? Vâng, vừa công bố đội số bao nhiêu nhỉ? Đội số 3 rồi. Và bây giờ là đội số có số điểm là 161 điểm. Vâng, và số điểm của đội số 4, đội số 4 đúng không ạ? Các bạn rất nỗ lực, chúng tôi biết điều đấy. À, các bạn đã có một số điểm tương đối ấn tượng. Và đến bây giờ, theo như tôi nhận định, thì chưa có đội nào có thể sánh vai được với các bạn về cách mà các bạn đang làm việc, làm lãnh đạo bao giờ những ngày hôm nay phải lãnh đạo, đúng không ạ? Và tổng số điểm của đội số 4 là 162.5 điểm. Vâng, và còn đội số 5 đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Đội số 5 mà có số điểm là bây giờ đội số 4 là đang là cao nhất đúng không? 162.5 đúng không? Dạ. Chúc mừng tất cả các bạn, các bạn đã có số điểm cao nhất. Và điểm của đội số 5 là 163 lên trao một phần thưởng mà trước mắt cho đội số 5 đầu tiên sau ngày
nhá. Hộ chiếu, visa chúng ta không cần phải xin, nhưng hộ chiếu thì phải có. Chúc mừng tất cả các anh chị. Và theo như luật là các anh chị trợ giảng cho đội đó cũng sẽ được đi cùng với đội đó. Chúc mừng tất cả các anh chị trợ giảng. Đến đây đã thay đổi và nhận được ra rất nhiều giá trị và có mong muốn làm thế nào để cuộc sống tốt đẹp hơn. Và thông qua 2 ngày đêm anh chị nhận được rất nhiều kiến thức để sớm trở thành triệu phú đô la. Và mong muốn của chúng tôi tạo ra cái suýt kem, chạy suýt kem này để tạo ra rất nhiều triệu phú đô la và rất nhiều người trở thành huấn luyện viên. Và xin chân thành cảm ơn. Suýt kem là một trong những công nghệ đường ống thuộc sở hữu của đội nhóm Sikoi Triệu Đô chúng tôi. Thông qua Sweet Game, chúng tôi muốn truyền tải tất cả anh chị em cộng sự cũng ban lãnh đạo đồng hành, muốn chuyển tiếp tất cả những kiến thức cốt lõi duy nhất dành tuyệt vời nhất dành cho tất cả anh chị em cộng sự Việt Nam, lãnh đạo phát triển đồng hành chiến lược phát huy cùng tất cả với ban lãnh chúng tôi để truyền tải toàn bộ giá trị này trên toàn thế giới, và mong muốn người Việt Nam sẽ là lãnh đạo thế giới. Và thông qua Sweet Game, chúng tôi muốn nói với thế giới rằng đội nhóm Việt Nam là những đội nhóm vô địch, và mong muốn 5 năm tới chúng tôi sẽ sở hữu rất nhiều triệu phú đô la, không chỉ Việt Nam mà cũng toàn thế giới. Và xin cảm ơn mọi người đã có mặt trong buổi Sweet Game tuyệt vời của chúng tôi ngày hôm nay. Tôi là Bùi Đình Khôi, năm nay 65 tuổi, và nguyên trước đây khi tôi còn công tác, tôi là nguyên là vụ trưởng ở Hội Nhà báo Việt Nam. Rồi sau khi nghỉ hưu năm 1912 thì tôi đã tham gia nhiều cái kênh đầu tư tài chính, nhưng tôi đã tìm hiểu một số cái đồng tiền điện tử khác. Nhưng mà sau khi tìm hiểu đồng tiền điện tử Bitcoin thì tôi thấy đồng tiền này rất là tốt, có tương lai, và tôi cho rằng đó là một đồng tiền tốt nhất có thể nói sau Bitcoin. Và vì thế tôi đã chuyển sang đầu tư sang đồng tiền Bitcoin. Và khi tham gia cái dự kiện này thì tôi cũng không nghĩ rằng là mình đã nhận được những giá trị lớn như vậy. Bởi vì tôi cũng đã từng làm lãnh đạo, đó là vụ trưởng, đã lãnh đạo bao nhiêu năm. Nhưng đến đây tôi mới học được rất nhiều điều mà từ trước nay bao nhiêu năm làm lãnh đạo tôi chưa được biết đến. Và đội của chúng tôi thì lại có người từ một số, đa số là Hà Nội, một số ở, có người ở Thanh Hóa, có người ở Nghệ An. Thì chúng tôi từ các nơi về đây, chúng tôi đoàn kết với nhau. Và ngày đầu tiên khi chúng tôi tham gia các trò chơi thì chúng tôi có thể nói là đến cuối cùng điểm thấp nhất. Nhưng mà chúng tôi không nản chí, chúng tôi cho rằng là đến đây, mục tiêu của chúng ta đến đây là học để
thay đổi mình. Cho nên chúng tôi không quan tâm đến đặc điểm. Chúng tôi nói rằng ngày hôm nay, các trò chơi ngày hôm nay chúng ta phải chiến đấu hết mình, phải chơi hết mình để làm sao chúng ta đạt được những cái giá trị mà chúng ta học được tại cái scam Switchcoin game này. Vì thế cho nên chúng tôi cũng đặt vấn đề là giành vé đi hay không giành vé đi. Vấn đề là phải hết mình để giành được những cái bài học mà chúng ta rút ra được để sau này chúng ta phát triển đội nhóm, chúng ta có những doanh nghiệp như của mình, và tất cả chúng ta sẽ trở thành những triệu đô, một trong những triệu đô hàng đầu ở trong Switchcoin của Việt Nam.